Đang ra làm gì em? À, nay đi ra thấy hái rau. Dạ thu thu hái rau. Chào cả nhà đi, chào cả nhà đi. Chào các quý vị khán giả nha. Nay mình đi ra đây mình thu hoạch mới rau lan của mình ở đây với cải cải ngọt. Vô lần nấu rau lan luộc chấm thịt thịt kho. Ăn trong mùa dịch này, giờ dịch đi ha không có mua được. Giờ mình có rau nhà mình cứ mình hái. Có rau nhà mình hái mình ăn. Vừa sạch mà vừa ngon. Trong mùa dịch nữa 2-3 ngày là mình cứ ra đây là 2-3 ngày là mình ra mình hái. Được một gỗ. Gỗ rau lan. Nó ngon quá trời. Dây bí ha, mình được con dây bí này mình không có trồng nha quý vị khán giả. Nó mình ăn là mình mở hộp cái đầu nó lên, giờ mình được hai trái mình xong mà có con dây này lên được hai trái, còn mấy cái dây bên kia nó không lên. Mai cái bông bí này mình được hái nữa nè các bạn. Bí này mình cũng sắp già nè, trái này sắp già. Dở rồi. Trái kia. Đây bỏ gỗ cao vô đi rồi em. Để cái bí lên khoe được. Không trồng mà được có ăn đây. Ăn rồi bỏ hộp. Bỏ hộp đây cái đầu nó lên. Lên được hai trái gì, hai trái này sắp già. Trái bên này còn non, trái này già. Chắc khoảng mười mấy ngày nữa mới có bẻ được. Mười mấy ngày nữa mới bẻ được à, trái đó mới được ăn, hai trái đó. Là mình có thu hoạch được hai trái đó nữa. Sáng nó có cái bằng sáng nó có mùa xương xuống nó gần thấy rau nó ngon ghê, để tới chiều cái rồi nó nắng vàng lá. Bả rau lan anh em biết anh trồng chưa? Rồi. Trồng ở đâu ạ? Trồng mấy bên chỗ trong cái chuồng của trong cái thằng của thằng Đồng nó rau luôn hả? Ừ. Trồng kệ trồng nó đi, ít bữa nó mới xuống. Mình có mình ăn cả luôn. Mùa dịch này mình đâu có đi mua được đâu hổng rồi. Đâu đi mua được đâu, mình cứ ở đây mình cứ trồng, bữa hổng mình có trồng có muốn nữa các bạn. Trồng có muốn nữa mà giờ hết rồi, mới hái ngày qua hái ngày kia hết trơn. Nhổ hết vào muống rồi. Giờ nay ra đi thu hoạch cải vô với rau lan. Rau lan thì mình ăn bây giờ. Rau lan mình vô cái mình luộc, mình chấm thịt kho, nước thịt kho mình ăn. Còn cải chắc là mai mình nấu canh với mấy con cua. Bữa hổm thằng em nó đi xịt nó bắt mấy con cua, giờ cũng cái đầu mai á. Mai mình đi đâm ra nấu với mồng tơi với cải. Mình hái hồi mình ra kia mình hái mồng tơi. Bí trồng đậu hôm qua, bầu trồng qua, hôm nay trồng bí. Hôm qua anh mới ngâm hồi cũng hôm mà nay anh trồng luôn hả? Bỏ hộp xuống dưới luôn. Bỏ hộp luôn hả? Không ủ cái gì? Ủ hồi sáng có. Ừ, ủ qua nó cũng mạnh lắm á. Ủ qua nó cũng mạnh lên á. Kia luôn mà sao em ngắt nó cái trái làm sao không biết sao mà nó bị ấy trơn à. Nó bị rụng hết trơn à. Nó rụng trái hết trơn à. Em thấy nó ra cái trái nhỏ xong rồi đầu vài bữa sau rồi ra cái đầu nó bị vàng lại, nó bị hư, nó rụng trái, nó không đậu. Đậu được có hai trái bên đó. Đâm mấy cái chẹo ở đây mà đậu được có hai trái. Thôi mình thu hoạch như đây vô mình ăn thôi. Vui sức rồi. Giờ mời các bạn đi qua. Bên đây mình thu hoạch cải. Đi đường nào, đi đường này đi. Tôi quên, nó còn mấy cái cọng mùng tơi ở đâu, nãy mới thấy cái.
Bên kia cải rồi, bên kia đi đường bên kia vô, đi đường bên đây, 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 cái đống cải này của mình nó bị sao nè anh, như vậy nó thiếu phân hay sao nè, mình không có cải phân là nó bị vàng vàng nhổ luôn đi ha, ừ. Đất này nó không có ăn được dưới đất, bỏ chung lên đây luôn hết à, nó kêu gái đi vô lấy cái nổi, bữa hổm em nó để cho nó lớn luôn, mà cuối cùng nó không lớn luôn, chiếc chiếc cho nó thưa ra đi, thưa ra cho nó lớn lên, chứ không ngồi nó không lớn nổi, nó dày quá. Vậy bí giờ sáng em nhớ một cuộc rồi mà sao nó bị thòng xuống nữa rồi kìa. Tuột có cái dây treo lên. Gái ơi, con lấy cho mẹ cái gỗ khác nữa thôi gái. Đây là vườn cải của mình trồng đó nha các bạn. Trồng nay đi ra thu hoạch, bữa hổm mình thu hoạch được bữa. Thu hoạch được một ăn được một ngày. Thu hoạch một gỗ luôn. Rồi bữa nay ra thu hoạch bữa nữa. Nhà mình ở đây mình trồng gì mình có, mình ăn mình đỡ mua nhiều lắm á mấy khán giả ơi, chứ mùa dịch này nó mua bá rau này nó cũng mắc nữa. Nhờ mình trồng gì mình ăn mình vừa được rau non mà vừa sạch nữa, không phân thuốc nữa, chứ không đi ăn ở mua ở ngoài thì mua được mà mắc, mà thêm giờ đi mua cũng không được nữa. Mà nhờ mình trồng gì mình có ăn chứ không mình đâu có ăn đâu, đỡ nhiều lắm. Mình bao lúc này mình đi hái được cái này, hái được cái kia, mình hái ra mình ăn xay sen kẻ nhau là được. Ở đây mình hai ngày cái đầu đi ăn mùng tơi, mình cũng có trồng mùng tơi, cái đầu này mình ăn bữa ăn mùng tơi, bữa ăn rau lang, cái bữa ăn cải bạc hà nấu canh chua, rau muống đồ bông liên điển đồ, là ở đây là mình trồng là vài ngày là mình có mình ăn, vài ngày là mình có mình ăn. Phân để nó bám tới cái xà bần không á, không có đủ phân. Chắc nay mình không hoạch hai cái này thôi quá ta, mùng tơi mình mai hả bẻ ha. Chừng nào mình ăn mình đã ra bẻ, đã ra nhổ nó đi cho nó vừa được ngon, vừa được ăn được đồ tươi vừa ngon, bẻ vô ăn liền nó ngọt nó ngon. Thành sâu rồi. Cái đám mình đó nó thưa thưa, đám mình đó nó tốt nữa. Đám nhổ cái ngọng mình thích trồng gì nè, mình thích trồng mình thích đi ra mình bẻ mình vô mình ăn, cái cuối mình trồng mình thái lắm, thấy ham, thấy vừa ngon nữa mà vừa thái nữa, chịu khó ra tưới nước là có ăn. Trong mùa dịch này, nhờ cái mùa dịch này không có việc gì làm mà chứ mới có rảnh thời gian đi ra trồng nữa. Cái gì thôi đủ ăn rồi. Chào khán giả đi vô. Chào quý vị khán giả nha. Mình thu hoạch ở đây được rau lang và cải.
này được hai cái này rồi, vô như đây là đủ ăn một ngày rồi.